Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2020, cơ sở đồ gỗ đồ đá Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc yêu mến vỏ sò tai tượng khổng lồ. Thì trong clip này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị ba tác phẩm, đó là Mã Não Thành Công và Phật Thích Ca Mâu Ni nằm dưới gốc cây Bồ Đề và tượng thần tài Di Lặc kéo bao tiền. Thì đầu tiên chúng tôi quay bức Mã Não Thành Công trước. Mã Não Thành Công tức là đục tám ngựa, hay còn gọi là bát ngựa, hay còn gọi là bát mã đấy. Thì đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Hải Phòng đã đặt chúng tôi. Thì hôm nay xong, chúng tôi điêu khắc xong, chúng tôi giới thiệu tới gia đình anh cũng như là các khách hàng trên toàn quốc biết được về mẫu mã của vỏ sò tai tượng. Thì vỏ sò tai tượng này được coi là báu vật của đại dương, được các ngư dân biển vớt từ dưới đáy đại dương rất là sâu, sau đó chuyển về cho chúng tôi. Đây là những vỏ sò đã hóa thạch trên 1.000 năm. Nhìn bên ngoài thì trông rất giống đồ đá nhưng không phải, vì đây là vỏ sò. Chúng tôi đục giữ nguyên cái phần vỏ đằng sau để cho quý vị biết được. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành nhận điêu khắc vỏ sò tai tượng với rất nhiều hình dáng, mẫu mã, kích thước cũng như về độ dày của vỏ sò khác nhau. Thì chúng tôi sẽ ra mẫu, thiết kế mẫu để gửi cho quý khách. Quý khách cần đục mẫu mã nào, quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Và trong clip này thì chúng tôi cũng hướng dẫn về cái cách chơi của vỏ sò tai tượng. Khi mà quý vị đưa vỏ chúng tôi điêu khắc xong. Khi bàn giao cho quý khách thì quý khách nên thiết kế một cái tủ kính hoặc là một chiếc gốc cây quý khách để lên thì trông rất là sang trọng và bắt mắt. Khi quý khách đã kê ổn định vào trong không gian phòng khách hoặc phòng thờ thì quý vị có thể hắt thêm một bóng đèn thì vỏ sò tai tượng nó sẽ thấu quang. Khi chúng ta hắt đèn vào trông rất là đẹp, nó sẽ lên ánh sáng màu vàng. Bình thường thì là màu trắng, khi hắt đèn vào thì vỏ sò nó sẽ phát quang lên màu vàng. Quý vị đang chiêm ngưỡng đây là Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Và đây là một bức thần tài Di Lặc kéo bao tiền cũng ngồi dưới gốc cây. Quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật các video về vỏ sò tai tượng mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Chúng tôi cập nhật liên tục để cho khách hàng trên toàn quốc biết được là chúng tôi làm về vỏ sò tai tượng mẫu mã rất là đa dạng. Quý vị có vỏ thì quý vị hãy gửi về cho chúng tôi tại địa chỉ làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hoặc liên hệ theo 0986 883349. Quý vị có thể liên hệ theo Zalo, chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các video mới nhất. Và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm. Xin cảm ơn.